Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 163 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 163 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ bên trong Chu Thiên Tinh Cung, một hơi thở thâm hậu như vực sâu không đáy, lại trầm trọng như hoàng thiên hậu thổ dần dần ngập ra. Làn hơi thở này vô cùng trầm trọng, vô cùng bá đạo, tràn ra từ trong Chu Thiên Tinh Cung giống như hồng thủy càn quét qua, chỉ một thoáng liền chảy ra nghìn vạn dặm, trăm triệu dặm. Luồng hơi thở này xông qua Hàn Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung, tuôn vào trong 3000 lục địa, chấn phục tất cả sinh linh trong các lục địa, khiến cho họ không thể không quỳ xuống cúng bái. Đây là hơi thở vô hoàng. Vô hoàng là hoàng của tất cả vô sĩ đại vô, bao trùm lên tất cả vô sĩ đại vô, là cường giả đỉnh cao chốn nhân gian. Hơi thở của bọn họ trời sinh liền có cảm giác bá đạo bao trùm tất cả. Thánh chủ của Chu Thiên Tinh Cung Tinh Đế cuối cùng cũng bước ra một bước cuối cùng, trở thành vô hoàng. Tinh Đế, cuối cùng ngươi cũng trở thành vô hoàng sao? Một khi đã như vậy, Ứng Mỗ cũng không thể tiếp tục áp chế tu vi nữa. Khi hơi thở của Tinh Đế truyền đến Hoàng Tuyển Ma Tông, bên trong tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có một luồng hơi thở của vô hoàng truyền ra. Luồng hơi thở này ngoài trầm trọng và bá đạo còn xen lẫn nhiều cảm giác tiêu sái tự tại của tiên Phật, không hề bá đạo khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận như Tinh Đế. Hơi thở vô hoàng này trong có xen lẫn loại hơi thở xa xăm của tiên Phật, bên trong lại không hề mất đi sự bá đạo như vương giả giáng lâm, làm cho người ta như tắm gió xuân vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong Hoàng Tuyển Ma Tông đều ngừng tay, đi ra khỏi động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông. Trên tổng đàn, luân hồi thiên bàn được hơi thở của vô hoàng làm dịu, bắt đầu u chuyển động. Những ngọn núi lơ lửng trên không trung bên ngoài món cấm bảo này bị uy năng của cấm bảo gạt ra mọi nơi. Bên ngoài cấm bảo, một đám phù văn sáng lên, những phù hào, phù văn, trận văn, cấm văn cổ quái mà quỷ dị dần dần sống lại, uy năng càng lúc càng mạnh. Ứng Tông Đạo vẫn một thân áo trắng như nước, áo choàng thả thóc cùng đôi chân trần đi ra khỏi luân hồi thiên bàn. Hơi thở quanh thân của hắn càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, dần dần từ Hoàng Tuyển Ma Tông thập vạn đại sơn lan ra, chỉ một thoáng lên trải rộng khắp trung thổ thần châu. Luồng hơi thở này lan tràn ra trung thổ thần châu, vượt qua biển rộng trùng điệp, tản đến lục địa khác, xuyên qua hư không, tràn ngập đến vũ trụ tinh không. Vua hoàng đầu tiên phải được thế giới đang ở tán thành thì mới có thể xưng hoàng. Hơi thở vua hoàng phải trải rộng qua thế giới đang ở mới nhận được loại tán thành này. Nay Ứng Tông Đạo cũng đã bước ra một bước cuối cùng, đợi cho hơi thở của hắn tràn ngập khắp thế giới vô hoang, sẽ cảm ứng thiên đạo, được thiên đạo thừa nhận. Hơi thở hai vị vô hoàng tràn ngập khắp nơi, kinh động các thánh địa. Cấm bảo của các thánh địa này cũng được các thánh chủ kích hoạt sống lại. Từng luồng hơi thở độc hữu của cấm bảo phóng lên cao. Nếu như lúc này có người đứng ở trong sao trời nhìn về thế giới vô hoang, có thể nhìn thấy trên không trung những tòa thành trong trung thổ thần châu sáng lên như những ngọn đèn. Nơi hơi thở của Ứng Tông Đạo lan qua, từng lục địa hiện lên vô số điểm sáng. Đây là cấm bảo đang dần sống lại. Bên trong Thái Dương Thần Cung, Đông Hoàng Mục cũng cảm ứng được luồng hơi thở bá tuyệt thiên hạ của vô hoàng này. Y đi ra khỏi thần cung, nhìn về phía Chu Thiên Tinh Cung, cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói: Tình đế cuối cùng cũng thành vô hoàng sao? Rất tốt. Nhưng trận vô hoàng nhân kiếp lần này, người chắc hẳn chẳng thể nào vượt qua được. Ồ, y khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên lại cảm giác được một luồng hơi thở hùng mạnh khác truyền đến từ trung thổ thần châu. Ứng Tông Đạo cũng trở thành vô hoàng ư? Hai người này gần như đồng thời trở thành vô hoàng, nhưng Ứng Tông Đạo vẫn chậm hơn Tinh Đế một chút. Hai người bọn họ được xưng là hai vị thánh chủ mạnh nhất thế giới vô hoàng, nhưng lần này chúng đều sẽ phải chết cả. Đông Hoàng Mục cười lạnh một tiếng, thánh bảo Thái Dương Thần Cung sau lưng hắn bắt đầu từ từ sống lại,
hơi thở thánh bảo tràn ra, thậm chí kinh động đến cả mặt trời. Chỉ thấy vô cùng vô tận hỏa lực trào ra từ trong mặt trời, hỏa xa dài đến mấy ngàn vạn dặm chen nhau chui vào trong Thái Dương Thần Cung. Thế gian này chỉ có một vị hoàng, đó chính là Đông Hoàng Mục Ta. Chỉ có Đông Hoàng Mục Ta, Mục Hoàng ta mới xứng thống trị vô hoàng, thành hoàng đế duy nhất, chúa tể duy nhất của cái thế giới này. Đông Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Mục Hoàng, vu hoàng nhân kiếp chính là tục lệ mà các thánh địa ước định ra, nhiều nhất là dùng cấm báo. Nếu vượt qua nhân kiếp rồi thì không thể tiếp tục công kích được. Nay Mục Hoàng tính dùng thánh báo, e là không hợp tình hợp lý. Không hợp tình hợp lý sao? Đông Hoàng Mục cười ha ha, lắc đầu nói: Cái gọi là nhân kiếp chỉ là tục lệ ước thúc đám thánh chủ các ngươi mà thôi, quy tắc chỉ dùng để phá vỡ. Nay thực lực bản hoàng đã mạnh mẽ vô ngần, chấn áp đương thời, quy củ của các ngươi không ước thúc được ta đâu. Hắn hơi cười lạnh, điềm như nói: Nếu để cho hai tên tinh đế và ứng tông đạo này trở thành vu hoàng, bản hoàng sẽ luôn thấp hơn chúng một bậc. Đến khi nhân kiếp của bản hoàng đến, bản hoàng sao có thể ngăn cản được hai người bọn chúng đây? Hơn nữa, nay bản hoàng đã có được máu của thiên đế, há có thể yếu kém hơn bất cứ kẻ nào được. Cho nên, ứng tông đạo và tinh đế nhất định phải chết đi. Bản hoàng chẳng những dùng đến thánh báo mà còn dùng đến không chỉ một lần, cho đến khi đánh chết bọn chúng, săn bằng Chu Thiên Tinh Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông mới thôi. Đông Hoàng Thiên, làm cho tất cả đệ tử Thái Dương Thần Cung nghe lệnh, cùng nhau thúc giục Thái Dương Thần Cung. Lúc này, trong Hoàng Cung Đại Tần, vị giám thiên sứ, nửa mặt già, nửa mặt trẻ kia, mở đôi mắt ra, lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: Cách đã lâu như vậy, lại có người trở thành vua hoàng. Hơn nữa là hai người đồng thời trở thành vua hoàng. Cùng với 800 năm trước Hạng Tịch cùng Hoàng Thủy Hoàng Đế đồng thời đột phá. Thật quá tương tự. Lão từ từ đi ra khỏi Hoàng Cung, ngẩng đầu nhìn lên Chu Thiên Tinh Cung, sau đó lập tức liếc tới Hoàng Tuyển Ma Tông, âm thanh khàn khàn, lẳng lặng nói: Lần trước ta đi trễ một bước, làm cho tên vu hoàng kia trốn thoát sang thế giới khác. Không biết lúc này hai người bọn họ ai có thể vượt qua vu hoàng nhân kiếp đây. Nhưng vô luận là kẻ nào có thể bước ra bước cuối cùng trở thành vu hoàng đều phải phục tùng ta. Không thần phục thì chỉ có chết mà thôi. Trách nhiệm của ta chính là thay trời hành đạo, gạt bỏ tất cả những nhân tố không ổn định trong thế giới này. Trong các đại thánh địa ở 3000 lục địa, không biết bao nhiêu thánh chủ đang cổ động toàn bộ pháp lực thúc giục cấm bảo của mình, tính toán xem tinh đế cùng ứng tông đạo hai người này đồng thời trở thành vu hoàng thì nên công kích ai. Nhưng bọn họ quyết định rất nhanh, đương nhiên là công kích kẻ có thù oán với thánh địa bọn họ, mà người này không thể nghi ngờ chính là ứng tông đạo. Năm đó ứng tông đạo làm hại vu hoàng còn ác liệt hơn cả Diệp Húc. Bên trong đám thánh chủ này có không biết bao nhiêu người bị hắn đánh bại, thậm chí sư tôn sư bá của những người này cũng chết trong tay của hắn. Mà so với ứng tông đạo, tinh đế chắc chắn là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mà vào lúc này, trong một tòa thành nhỏ gần Hoàng Tuyển Ma Tông, một thiếu niên áo đen mở mắt, hào khí bắn ra bốn phía, cất tiếng cười to rồi nói: Ứng tông đạo, ngươi quả nhiên là rất được. Ngươi trở thành vua hoàng sớm hơn bản hoàng dự tính 4-5 năm, rất tốt. Hiệp nghị giữa chúng ta cũng đã có hiệu lực rồi. Gã đột nhiên đánh một quyền xuyên qua hư không, quyền lực phóng đến hàng cổ ma vực rồi lắc mình đi vào trong. Tiếng nói truyền đến: Dư Nhi, cùng ta đi đến thế giới vu hoàng. Sắp có một biến cố lớn kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu người sẽ chết thảm, thậm chí sẽ có cả vu hoàng vẫn lạc kìa. Ma La Dư nghe vậy vội vàng đuổi theo gã đi vào hàng cổ ma vực, chớp chớp mắt cười nói: Cha, tên vu hoàng nào sẽ chết vậy? Ma Hoàng cười không đáp lại, chỉ thấy cánh cửa hư không kia ầm ầm đóng lại, hai người biến mất không thấy gì nữa. Trong một bí cảnh của Hoàng Tuyển Ma Tông, luồng sinh cơ dồi dào đánh xuyên qua hàng rào thế giới, từ trong thế giới xa xôi bung xuống, điên cuồng tuôn vào trong một thi thể cổ xưa. Khối cổ thi này từ từ mở mắt, lẩm bẩm: Tông đạo, người đã sắp thành vu hoàng sao? Xem ra ta, vị tiền tông chủ này cũng không cần phải tiếp tục trốn đông ẩn tây nữa rồi. Phía trên luân hồi thiên bàn, Triều Cung Thiều hạ xuống trước mặt ứng tông đạo, mái tóc bạc kia bay lượn, lão cười ha ha nói: Tông đạo, cả đời này vi sư chỉ làm cho ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thu ngươi làm đồ đệ, chuyện thứ hai chính là chuyển vị trí tông chủ cho ngươi. Hôm nay vi sư sẽ làm chuyện thứ ba cho ngươi, cũng là một chuyện cuối, đó chính là giúp ngươi chắn nhân kiếp lần này. Ta không được nữa rồi,
cho dù cô tu luyện 100.000 năm nữa cũng không có cơ hội vấn đỉnh vô hoàng. Không bằng bỏ đi cái thân thể vô dụng này mà giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi trở thành vô hoàng thì đủ để bảo vệ Hoàng Tuyển Thánh Tông ta bình an vạn năm. Thân thể vô dụng này của ta đổi lấy vạn năm hưng thịnh cho Hoàng Tuyển Ma Tông, thật đáng giá. Lão có ý định liều chết đỡ nhân kiếp giúp Ứng Tông Đạo trở thành vô hoàng. Tiếc là không biết Diệp tiểu tử chạy đi nơi nào rồi. Nếu hắn ở đây, có khi lão già này còn có thể sống thêm được vài năm. Lão thở dài cười nói: nhưng thiếu bảo không đến cũng tốt. Lấy tu vi kia mà chắn kiếp cho ngươi, hơn phân nữa là sẽ toi mạng. Ứng Tông Đạo mỉm cười, vẫn phong khinh vân đạm như cũ, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nói: triều sư, trận nhân kiếp lần này không cần ngài tới chắn. Diệp sư đệ là người giữ chữ tín, nếu hắn có thể đến đương nhiên là tốt rồi. Nếu không đến, nhất định là không ở trong vu hoang này. Lần này ta độ kiếp, không chỉ là độ kiếp mà còn là vì Hoàng Quyền Ma Tông, vì thế giới vu hoang tạo ra một vạn năm thanh bình thịnh thế. Hắn đột nhiên lộ ra một loại hào khí, cười dài mà nói: triều sư, ta thành vu hoàng rồi, sẽ quét hết đi sự suy đồi của thế giới vu hoang, dẫn vào một thế giới mới. Ngài nhất định sẽ nhìn thấy thế giới này đến. Nhưng mà tông đạo này, ngươi thật sự chắc là có thể trở thành vu hoàng sao? Triều Cung Thiều nói với vẻ lo lắng. Vu hoàng nhân kiếp khủng bố ra sao? Trên lịch sử đã có không biết bao nhiêu nhân vật mạnh như Ứng Tông Đạo hay Tinh Đế, kinh thái tuyệt diễm, có 102 đương thời. Nhưng không ai là không ngã xuống trong cửa nhân kiếp này. Ngay cả đứa con của đế quân, đế tuệ kia cũng bị ép cho phải chạy trốn đến thế giới khác tìm đường ra. Ứng Tông Đạo vẫy vẫy ống tay áo, giống như không để ý đến sống hay là chết. Hắn cười nói: ai có thể nắm chắc được 10 phần chứ? Nhưng một kiếp này tất phải vượt qua. Nếu ta chết, triều sư hãy cho Diệp sư đệ làm tông chủ. Lúc đầu hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng ngài cứ nói cho hắn biết đây là di ngôn lúc lâm chung của ta, hắn nhất định sẽ đồng ý. Trên đỉnh đầu của hắn, tuyên linh khí bắt đầu buông xuống từng sợi, mà tại các thánh địa khác, uy năng của các loại cấm bảo đã được thôi phát đến đỉnh cao. Lúc này, bên trong không trung Hoàng Tuyển Ma Tông, hư không đột nhiên nứt ra, một con thuyền lớn cổ kính chậm rãi từ ngoài thế giới vô hoang lộ ra đầu thuyền, trông thật là cổ xưa. Thiên thuyền hành không lái tới từ bên ngoài thế giới vô hoang. Sư huynh, sư bá, ta đã trở về. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền nhẹ giọng nói: về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ứng Tông Đạo lẩm bẩm, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy áp lực trong lòng chợt biến mất. Triều Cung Thiều cũng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc thuyền cổ làm từ đồng xanh che trời, như một con quái thú màu xanh đã trải qua nhiều lần tang thương, nằm giữa không trung. Bên ngoài chiếc thuyền này chen kín các loại bích họa hoa văn, tạo cho người ta một cảm giác áp bách trầm trọng. Nó giống như là đang du đãng bên ngoài thế giới vô hoang, hư hư thật thật, tùy thời có thể xuyên thấu qua vô hoang tiến vào một nơi không thể nào biết được. Đây là bảo thuyền cấp bậc gì vậy? Triều Cung Thiều bay lên đầu thuyền, vút ve khắp nơi, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Các ký hiệu phù văn trên thuyền không ngừng lóe sáng rồi lại tắt đi, làm cho lão lấy làm kỳ lạ, hâm mộ, lúng ta lúng túng nói: thiếu bảo, người phát tài rồi. À, tiểu chất chỉ phát được một khoản thôi. Diệp Húc khiêm tốn đáp, lập tức nói với Giản La Minh Tôn: Minh Tôn, hãy mang một cành thuần dương linh mạch bậc 9 dâng cho Triều Sư Bá. Triều Cung Thiều vừa mừng vừa sợ cười nói: thiếu bảo, người phát tài rồi, vẫn không thay đổi được cái tính nhà giàu mới nổi. Về một cái là dùng bảo bối nện ta sao? Diệp Húc liền phất tay nói: Minh Tôn, sư bá không cần, hãy thu linh mạch về thôi. Triều Cung Thiều cuống quýt lên tiếng nói: Cần, đương nhiên là cần chứ, đây là người hiếu kính ta cơ mà, sao lại không cần, mau lấy ra đây, mau lấy ra đây. Giả La Minh Tôn dâng linh mạch lên, chợt thấy trên quan tinh phong, Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đi theo Tô Kiều Kiều tới. Lão lập tức cười khẳng khặc vài tiếng rồi nói: chủ công, ta đi ôn chuyện với hai tên Tu Đề Bảo Hiền đây. Còn ta nữa này. Hào Thiên Khuyển nhe răng cười liên tục, hai tên khốn này lướt nhau, tâm ý tương thông, cùng nhảy xuống khỏi thiên thuyền, vung tay vung chân thẳng hướng hai người Tu Đề và Bảo Hiền kia. Diệp Húc không nhận được lắc đầu, hắn trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông, thấy tất cả đều bình thường, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng chính là, 5 năm rời đi, trở lại phát hiện Hoàng Tuyển Ma Tông hóa thành một mảnh phế tích, hoàn toàn thay đổi, không tìm thấy một gương mặt thân quen nào. Nếu thật như vậy, cả đời này hắn sẽ đều tự trách bản thân mình. Tô Kiều Kiều lập tức đến, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phượng Yên Nhu. Diệp Phúc nói: Kiều Kiều,
nàng và Yên Nhu cùng nhau rời khỏi nơi đây. Hai người không thể chống chọi được với vua hoàng nhân kiếp này. Sư bá, kính xin người mang theo mọi người trong Hoàng Tuyển Ma Tông rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này có ta cùng sư huynh là đủ rồi. Triều Cung Thiều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài rồi lập tức triệu tập tất cả mọi người trong Hoàng Tuyển Ma Tông. Triều sư, Luân Hồi Thiên Bàn chính là bảo vật chấn tông của Thánh Tông ta. Triều sư hãy mang nó đi cùng, miễn cho nó bị hư hại trong trận đại kiếp này. Ứng Tông Đạo đi lên giao chỉ thiên thuyền, từ từ nói. Triều Cung Thiều cả kinh, nhìn hắn thì Ứng Tông Đạo mỉm cười nói. Triều sư đừng lo, ta vốn chỉ nắm chắc 5 phần là có thể bình an vượt qua nhân kiếp. Nay Diệp sư đệ đã đến, ta có thể nắm chắc được 10 phần rằng lông tóc vô tổn thương vượt qua trận đại kiếp nạn này. Luân Hồi Thiên Bàn có dùng hay không cũng không sao cả. Diệp Húc đứng cùng hắn ở trên mũi thuyền cũng cười nói. Sư bá, nếu như Ứng sư huynh đã nói như vậy, nhất định là nắm chắc 10 phần rồi. Triều Cung Thiều thở dài rồi thu hồi Luân Hồi Thiên Bàn, sau đó dẫn mọi người Hoàng Tuyển Ma Tông rời đi. Hơi thở vô hoàng truyền ra từ trên người Ứng Tông Đạo càng lúc càng mạnh, tràn ngập ra không gian càng lúc càng rộng. Cho dù ở trong tinh không xa xôi cũng cảm giác được khí tức hoàng giả truyền đến từ trung thổ thần châu, làm cho người ta kinh sợ, làm cho người ta thần phục, làm cho người ta phải quỳ bái. Trở thành vô hoàng chính là trở thành chúa tể thế giới bọn họ ở, tượng trưng cho thành tựu cao quý của vô sĩ. Ứng Tông Đạo và Tinh Đế nay đã hoàn toàn được thế giới vô hoang tán thành, trở thành vô hoang chi hoàng, vô hoàng. Lúc này toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, một loại không khí trầm trọng đáng sợ tràn ngập. Không biết bao nhiêu cường giả cách ngàn núi vạn sông nhìn đến Hoàng Tuyển Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung chăm chú từng cử động ở hai nơi này. Có thể nói ở một khắc này, Hoàng Tuyển Ma Tông và Chu Thiên Tinh Cung đã trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Rất nhiều nhân hoàng thánh chủ lúc này hẳn là đều thấy được chiếc thiên thuyền cực lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hoàng Tuyển Ma Tông kia. Ứng Tông Đạo nhìn đám người Triều Cung Thiều rời đi rồi đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới, lộ ra kinh ngạc, khẽ cau mày nói. Sư đệ, tu vi đệ tăng vọt lên như thế, thực lực tăng lên còn hơn cả ta 5 năm trước kia, vượt qua cả dự tính của ta. Chỉ e tùy tiện có được sức mạnh khổng lồ như vậy sẽ không phải là chuyện tốt cho tâm cảnh, có thể khiến cho tâm cảnh bất ổn. Tùy tiện có được sức mạnh sẽ phá vỡ tâm cảnh ban đầu của vô sĩ, làm cho tâm cảnh méo mó, rơi vào cuồng ngạo, tự đại, không thể nhận rõ được bản thân, không biết được vị trí của mình là ở nơi nào. Từ đó trong tâm sẽ sinh ra tâm ma, có thể nói đó là kẻ địch lớn nhất của vô sĩ. Sư huynh, huynh có thể tự xưng là bản hoàng được rồi. Diệp Húc treo hắn một câu rồi mỉm cười nói. Tâm cảnh của ta đã tu luyện tới không còn tì vết, tâm cảnh chí thành giống như chân ngã, thực lực tăng vọt cũng không thể làm ta thay đổi tâm cảnh được. Ứng Tông Đạo nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật, thở hắt ra một hơi rồi cười nói. Sư đệ, hiện giờ đệ cũng có thể tự xưng là bản hoàng được rồi. Đột nhiên bầu trời bỗng tối sầm lại, ánh sáng mặt trời biến đi mất, cả trời đất tĩnh lặng như tờ, một luồng hơi thở tối tăm bắt đầu khởi động, nhân kiếp đã đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặt trời cũng không có biến mất, mà là trận văn của cấm bảo tản ra kia đã hoàn toàn che lấp đi. Trên bầu trời vô số điểm sáng xuất hiện, có cái như lầu các, như gò đất, cung điện, thuyền, bia, núi, bình, sách, tranh, cờ, đủ mọi chủng loại. Những dị tượng đó là trận văn do cấm bảo phát ra. Các thánh chủ, nhiều thánh địa trong thế giới vô hoang cuối cùng cũng ra tay, tự thúc giục cấm bảo của mình, cách trăm núi ngàn sông đánh tới Hoàng Tuyển Ma Tông. Hai người đứng ở giữa công kích khủng bố như vậy nhưng vẫn chuyện trò vui vẻ như trước, không hề để tâm đến đám cấm bảo đang đánh xuống từ trên bầu trời. Diệp Húc quan sát Ứng Tông Đạo, chỉ cảm thấy hắn ta vẫn sâu không lường được như trước, trong lòng vừa động cười nói. Sư huynh, huynh thật sự cần thiết thiên đạo tán thành rồi gửi tiên linh khí tới thế giới vô hoang này hay sao? Khi đế tuệ trở thành vô hoàng, huynh cũng đã lấy được không ít tiên linh khí. Với huynh mà nói, chắc là thành vô hoàng cũng không có cái gọi là kỳ suy yếu kia phải không? Không biết bao nhiêu cấm văn, cấm bảo đánh xuống, bầu trời lại sáng sủa vô cùng. Từng ánh sáng của các món cấm bảo hóa thành cảnh tượng xinh đẹp trên bầu trời. Dầm! Ứng Tông Đạo được thiên đạo tán thành, tiên linh khí buông xuống kia bị uy năng của cấm bảo gạt ra khắp xung quanh Thập Vạn Đại Sơn, hình thành một vòng sáng trắng như ngọc, trông thật lộng lẫy. Ứng Tông Đạo mỉm cười mà không trả lời, chỉ nói: trở thành vô hoàng đầu tiên phải vượt qua nhân kiếp, trận đại kiếp nạn này ta đã chờ lâu rồi. Ông một ngọc bình cao tới vạn trượng tới đầu tiên, miệng bình úp xuống, ánh sáng vô tận chút ra từ trong bình như nước chút xuống, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn,
vô số linh sơn lập tức vỡ nát, biến mất trong ánh sáng của bảo bình kia. Giao Chỉ Thiên Thuyền đứng mũi chịu sào đón nhận lấy tòa ngọc bình này, bị phủ trong bảo quang. Một luồng áp lực khó có thể tưởng tượng được lập tức chút xuống, khiến cho chiếc thiên thuyền này không khống chế được rơi xuống thập vạn đại sơn. Lục đạo luân hồi, công đức kim luân. Diệp Húc quát lên một tiếng, những đạo công đức kim luân đột nhiên dâng lên, bao bọc chiếc thiên thuyền này lại. Ngay sau đấy, một chiếc lục đạo luân hồi khổng lồ xuất hiện, lấy Giao Chỉ Thiên Thuyền làm trung tâm, ong ong chuyển động, hình thành vô số thể không méo mó xung quanh thiên thuyền, tiêu trừ đi uy năng của chiếc bảo bình kia giữa tầng tầng không gian. Hảo, hảo thủ đoán. Đôi mắt đứng tương đạo, hắn lập tức nâng tay lên đánh ra một chưởng, lập tức khiến cho chiếc bảo bình cao lớn vỡ nát. Hắn liền tán thưởng: sư đệ, nếu tu vi đệ đủ thâm hậu, trận vu hoàng nhân kiếp này một mình đệ cũng đủ chống đỡ, không cần vi huynh tới động gân cốt. Đám uy năng hóa thành hình thái cấm bảo kia phải diệt trừ, nếu không nó vẫn công kích đến. Linh lung tiên phần. Ứng Tông Đạo quát lên một tiếng, một tòa tiên phần thật lớn đột nhiên bay lên, ầm ầm rơi xuống giữa thập vạn đại sơn. Từng tòa tiên sơn tung hoành ngang dọc, kết nối với vạn sơn, hình thành những ngôi mộ lớn của các tiên nhân viễn cổ. Tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Trong quần sơn, những chiếc bia đá mọc lên từ dưới nền đất, đứng sừng sững đứng đó. Có tất cả 9 bia đá, trên đó viết văn tự viễn cổ, khắc phù lục viễn cổ, ghi lại văn minh đã từng vô cùng hưng thịnh. Hơi thở của 9 bia tương liên vô cùng vô tận, cấm văn chen nhau ùa ra khỏi bia văn, cùng vô biên vô hạn tiên khí tương liên bảo vệ 9 ngôi mộ lớn này. Dầm. Một chiếc hạ thiên trung bay tới, miệng chuông úp xuống, rồi đột nhiên bành trướng ra, bao phủ cả nghìn vạn dặm lại, bao cả Giao Chỉ Thiên Thuyền và Linh Lung Thiên Phần lại, cong cong vang lên, chấn vỡ tất cả thành hư vô hỗn độn. Chiếc chuông này vừa vang lên 2 tiếng thì ầm ầm vỡ tung. Nếu vô hoàng nhân kiếp chỉ là trình độ này thì thật quá đơn giản. Diệp Húc cười ha hả, vừa rồi đúng là hắn ra tay chấn vỡ hạ thiên trung. Vèo. Uy năng của 100 cấm bảo rầm rầm hạ xuống, trong chớp mắt đã có hơn 1000 món cấm bảo. Bầu trời đột nhiên biến mất, trời cao đã sụp xuống, lộ ra nơi vô cực rộng lớn vô ngần, loáng thoáng có thể từ đó nhìn thấy được thế giới khác. Uy năng của những cấm bảo đó thêm vào, trong chớp mắt công kích lên Giao Chỉ Thiên Thuyền. Diệp Húc thét lớn một tiếng, tầng tầng lớp lớp thời không do lục đạo luân hồi hình thành kia đều đã vỡ nát. 8 đạo công đức kim luân rầm một tiếng hóa thành bột mịn, mà Giao Chỉ Thiên Thuyền thì không chịu được, từ từ rơi xuống. Trận vu hoàng nhân kiếp này đến thật mãnh liệt, thật đột ngột, ép cho Giao Chỉ Thiên Thuyền ầm ầm đâm vào trong 9 tòa tiên phần. Thân thuyền khổng lồ kia xuyên thủng mặt đất, đâm vào vỏ trái đất, xâm nhập biển lửa nham thạch nóng chảy, mà đuôi thuyền thì nhấc lên cao, lộ ra bên ngoài. Giao Chỉ Thiên Thuyền bị hơn 1000 món cấm bảo đánh tới, ngay sau đó, Linh Lung tiên phần cũng bị công kích, từ trong 9 ngôi mộ lớn, cấm văn phun trào ra, chống lại hơn 1000 món cấm bảo. Những tòa tiên sơn không chịu nổi, ầm ầm chìm xuống mặt đất, mà 9 tấm bia đá kia cũng không chống lại được áp lực của cấm bảo, bị ép cho nhập vào trong đất, từng tấc, từng tấc, từng trượng một. Vô hoàng nhân kiếp, hung mãnh cuối cùng cũng đã kéo đến. Vô hoàng nhân kiếp đến, lúc ác liệt nhất, có hơn 1500 món cấm bảo cùng nhau đánh tới, hoàn toàn bao phủ lấy Hoàng Tuyển Ma Tông. Vô số cấm văn, trận văn tràn ngập khắp nơi, mỗi một loại cấm bảo đại diện cho một hệ thống cấm pháp hoàn chỉnh. Hơn 1500 hệ thống cấm pháp hoàn chỉnh, gần như nhiều hơn phân nửa cấm pháp của thế giới vô hoàng. Nhiều hệ thống cấm pháp như vậy cùng tụ tập lại, uy lực mạnh đến mức có thể hủy thiên diệt địa, biến Hoàng Tuyển Ma Tông thành một tuyệt cảnh, một tử địa. Bất cứ vị thánh chủ nào đến nơi đây chỉ sợ là không thể chống đỡ được, dù chỉ một khoảnh khắc sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Diệp Húc từng chứng kiến Đế Tuệ độ kiếp, lúc ấy còn chưa cảm thấy gì, đợi đến khi chính mình lịch kiếp rồi, hắn mới biết được vu hoàng nhân kiếp khủng bố như nào. May là Thiên Yêu Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Hàn Nguyệt Cung không dùng cấm bảo đánh tới, mà kiều đình của Hạ Gia, Trung Châu thì rơi vào tay ta rồi. Thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Ngọc Chân Đại Sư cũng chết ở trong tay ta, ít đi khá nhiều cường giả, bằng không dù là ta và Ứng Sư Huynh e là cũng luống cuống tay chân. Ứng Tông Đạo đứng ở đuôi Giao Chỉ Thiên Thuyền vẫn như một gốc thanh tùng, giống như cấm bảo cấm văn đều là mây trôi, không thể đánh ngã được thanh tùng. Vô số cấm bảo đánh tới hắn, quanh thân hắn đột nhiên hiện ra một con sông Hoàng Tuyền lớn cuồn cuộn dâng trào, đẩy đi cấm văn của các món cấm bảo. Ngay sau đó lại là một tòa Thiên Đỉnh Ma Đạo hiện lên ngăn trở công kích trên không, lại có một vị Ba Tuần Đại Ma Vương đứng hầu sau lưng hắn bảo vệ phía sau, lại có một tấm luân hồi thiên bàn xuất hiện xoắn nát tất cả, còn có cảnh tượng khủng bố khi lục đạo tan biến bảo vệ toàn thân hắn.
từng loại cấm bảo, cấm pháp hoàn mỹ xuất hiện. Kiểu đại cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông lúc này đã được hắn tu luyện tới viên mãn. Chín cấm pháp này đều là những cấm pháp hoàn chỉnh của Vu Hoàng. Uy năng của mỗi một loại đều hơn xa cái gọi là Nhân Hoàng Thánh Chủ. Chỉ có Vu Hoàng mới có thể phát huy ra được uy lực vốn có của chúng. Pháp lực hắn sâu không lường được, chín loại cấm pháp phát ra, chín hơi thở Vu Hoàng chấn áp xuống, khiến cho những món cấm bảo, cấm văn nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng nhân kiếp hung mãnh cũng áp chế cho các loại cấm pháp của hắn liên tục thu lại, về chết hắn ở trên thiên thuyền. Nhưng hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực đến chống chọi với Vu Hoàng nhân kiếp, còn có một loại cấm pháp quan trọng nhất chưa thi triển ra. Loại cấm pháp này chính là ứng tông đạo, hỗn hợp kiểu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông rồi kết hợp lĩnh ngộ của mình khai sáng ra cấm pháp của riêng bản thân mình. Diệp Húc kề vai sát cánh với hắn, vẫn chưa thi triển dị tượng cấm pháp mà dùng thân thể để chống lại đám cấm bảo đánh đến kia. Không biết bao nhiêu cấm bảo cấm văn đánh lên người của hắn, cong cong rung động lại chẳng thể lay động hắn chút nào. Thân thể hắn mạnh tới mức ứng tông đạo cũng phải động dung. Có thể chống lại nhiều cấm bảo đánh như vậy mà không bị tổn thương, cái loại thân thể này chẳng hề khác Vu Hoàng. Ứng tông đạo tuy đã là Vu Hoàng nhưng cảnh giới vẫn chưa củng cố, thân thể hắn không mạnh được như Diệp Húc, không thể không coi công kích của cấm bảo ra gì như thế. Hắn đứng ở nơi đấy, thân thể nặng như một tinh cầu xuất hiện ra trong những không gian nhỏ bé. Thân thể mạnh mẽ ép cho hư không vặn vẹo chồng lên nhau. Uy lực của cấm bảo đánh lên người hắn kia đã yếu đi không biết bao nhiêu lần. Loại thân thể mạnh mẽ này làm cho người ta phải thán phục không ngừng. Linh Lung Tiên Phần, lên! Ứng tông đạo quát lên một tiếng, kiểu đại cấm pháp quanh thân đột nhiên khuếch trương ra bên ngoài rồi rót vào trong chín tòa tiên phần kia. Tiên phần lập tức ngừng chìm vào trong đất mà kéo lên trên. Những người mộ lớn bay lên không, tiên khí lượn lờ chống lại uy lực của cấm bảo. Từng vị cổ tiên giống như chín vị Vu Hoàng đi ra từ trong mộ, đứng song song với ứng tông đạo. Vu Hoàng nhân kiếp vốn vô cùng cuồng bạo, có thể hủy diệt tất cả. Ở trước mặt chín vị Vu Hoàng, uy năng giảm thật mạnh. Giao trì thiên thuyền, lên! Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, lập tức vận chuyển bàn vương khai thiên kinh. Một tiếng ầm vang lên, giao trì thiên thuyền bay lên trên không, nhận lấy trùng trùng điệp điệp cấm bảo bắn phá, chở hai người bay lên không trung. Pháp lực hai người bọn họ thực sự vô cùng hùng mạnh, thế nhưng chống chọi với hơn 1.500 món cấm bảo đánh đến đều phải tự tế lên vu bảo của mình. Ứng tông đạo cười nói: "Sư đệ này, sư huynh đệ chúng ta liên thủ, cửa Vu Hoàng nhân kiếp này có thể dễ dàng qua được rồi." Thực lực hai người bọn họ đều cực kỳ hùng mạnh, hai người liên thủ còn mạnh hơn Đế Tuệ năm đó rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của Vu Hoàng nhân kiếp của Ứng tông đạo lần này yếu hơn đại kiếp nạn của Đế Tuệ năm đó một bậc, nên có thể dễ dàng chống lại nhiều cấm bảo đánh giết mà vẫn còn dư lực. Ứng thiếu, nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, đương thời này không ai có thể làm đối thủ của ngươi được nữa rồi. Đột nhiên, bên ngoài Hoàng Tuyển Ma Tông có một tiếng Phật hiệu vang lên, một tòa bảo tự ầm ầm chấn động, phá vỡ hư không, từ đại hán xa xôi trực tiếp bước vào đại tần, đi đến không trung Hoàng Tuyển Ma Tông. Bảo Quang đại thiền sư mặt đầy từ bi, khoanh chân ngồi trên đại phạm lôi âm tự. Lôi từ ầm vang từ giữa truyền đến những tiếng Phật âm như vạn Phật khổ tọa, tuyên dương Phật hiệu, niệm tụng kinh Phật. Lão tăng khá nổi danh trong chính đạo này lại tự mình đến cảnh nội đại hán đến gần để đánh giết. Từ xa tế cấm bảo lên, tuy uy lực khổng lồ nhưng vượt qua từng tầng không gian thì uy năng của cấm bảo sẽ bị giảm đi. Mà Bảo Quang đại thiền sư đến Hoàng Tuyển Ma Tông tế đại phạm lôi âm tự lên, uy năng của món cấm bảo này sẽ không bị hao tổn gì mà phát huy đến trạng thái lớn nhất. Tiếc là Ứng thiệu ngươi sẽ không thể vượt qua trận đại kiếp nạn này. Bảo Quang đại thiền sư cười ha hả nói: Ngã Phật tử bi, ngươi đã không thể vượt qua đại kiếp nạn lần này, chi bằng hãy giao tiên linh khí của ngươi cho lão tăng bảo quản giúp cho, có khi nhờ đám tiên linh khí đó còn cứu ngươi một mạng. Ứng thiệu, ngươi giết người vô tính, này cũng có thể tích được một phần âm đức rồi, chết rồi sẽ được vào thế giới cực lạc. Lời này của lão nói thật chính nghĩa, làm cho người ta phải kính nể, mà bản chất thì lại là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thừa dịp Ứng tông đạo và Diệp Húc hai vị đại cao thủ này chống cự với nhân kiếp, lão chạy đến cướp đoạt tiên linh khí vốn thuộc về Ứng tông đạo. Cũng không khác gì năm đó Ứng tông đạo và Diệp Húc đục nước béo cò, cướp sạch tiên linh khí của Đế Tuệ. Diệp thiếu bảo, không biết Ứng tông đạo chết rồi còn ai có thể che chở cho ngươi được nữa đây. Bên người Bảo Quang đại thiền sư, một gã tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Húc, đúng là đệ tử kiệt xuất của đại phạm lôi âm tự, kẻ có vẻ phần ân oán với Diệp Húc, trang đạo cổ. Y cười dài nói:
người dựa vào sự che chở của Ứng Tông Đạo mới sống được đến ngày nay. Nay tử kỳ của Ứng Tông Đạo đã đến, hắn chết rồi thì không ai bảo vệ ngươi được nữa rồi. Ngươi có thể sống được mấy ngày nữa đây? Diệp Thiếu Bảo làm nhiều việc ác, đáng tận lương tâm, gây họa cho thế giới vô hoang, tội đáng chết vạn lần. Lại có một tòa lầu ầm ầm giáng lâm đến phụ cận Hoàng Tuyền Ma Tông. Hoàng đế đại đường Lý Xương Long đầu đội đế quan, thân mặc long bào, đỉnh đầu lăng yên, giáng lâm đến nơi đây. Hắn điềm nhiên nói: "Kẻ này chẳng qua là dựa hơi Ứng Thiệu sống đến ngày hôm nay. Ứng Thiệu chết rồi, hắn sống không được một ngày. Ứng Thiệu, ngươi còn nhớ chứ? Lúc trước ở trong hoàng cung, trẫm từng nói sẽ tặng ngươi một đại lễ khi ngươi độ kiếp, hợp một phần lực nhỏ bé, nay trẫm đã đến rồi." Diệp Thiếu Báo chẳng qua chỉ là một tên cuồng đồ, lộng hành ngang ngược, ỷ vào Ứng Thiệu che chở mới sống được đến ngày hôm nay. Đường Hoàng, ngài nói hắn có thể sống một ngày là đánh giá cao hắn quá rồi. Ở trong mắt bản hoàng, hắn sớm là một kẻ đã chết. Một người mặc áo đỏ, mặt mày hồng hào, cười ha ha bay tới, cuốn theo yêu khí vạn dặm, chính là yêu hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông giáng đến. "Ứng Thiệu, sư huynh đệ các ngươi hoành hành ngang ngược, làm hại vô hoang nhiều năm, nay cũng là lúc nên tính toán hết một lượt rồi." Đột nhiên lại thấy tử khí vạn dặm cuồn cuộn kéo đến, bên trong tử khí của chân long bay lượn, hẳn là đại gia chủ Cơ gia cũng tới Hoàng Tuyển Ma Tông. Vị hoàng đế trung niên kia cũng cười nói: "Cờ mỗ đặc biệt đến tiễn đưa Ứng Tông chủ một đoạn đường đây." "Trên đời này có không biết bao nhiêu người có thủ án với sư huynh đệ các ngươi, nay đã là lúc nên tính toán sổ sách rồi." Lại có thánh chủ Hỗn Nguyên Đạo Tông tới, cười vang lên rồi nói: "Tiếp theo là những thánh địa trong trung thổ Thần Châu như Vu Đạo Tông, Thiên Đạo Tông, Vạn Kiếp Môn lần lượt tới, bao vây Hoàng Tuyển Ma Tông lại, ai nấy cũng đằng đằng sát khí." "Ứng Thiệu, Diệp Thiếu Báo, nên biết ác giả ác báo, thừa vô hoàng nhân kiếp lần này, chúng ta đến đưa hai huynh đệ các ngươi quy thiên." "Đúng vậy, Ứng Thiệu kia, nếu ngươi là vô hoàng, thì thế giới vô hoàng sẽ bị ngươi tàn phá hết thôi. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, đạo lý này, hẳn là Ứng Thiệu ngươi hiểu rõ chứ?" "Cho dù ngươi có vượt qua vô hoàng nhân kiếp, chúng ta cũng sẽ quét sạch tiên linh khí của ngươi, cho ngươi suy yếu 300 năm. Sư huynh đệ các ngươi luôn cướp đoạt của người khác, nay cuối cùng cũng bị báo ứng rồi, thật đáng đời." "Sư huynh, năm đó huynh đắc tội bao nhiêu người vậy?" Mà lúc này sắc mặt Diệp Húc tối sầm lại, nhìn khắp nơi thì thấy tất cả các thánh địa trong trung thổ Thần Châu gần như đã đến hết cả, làm cho hắn buồn bực mà không thể học máu được. Chỉ có mấy môn phái ít ỏi là Thiên Yêu Cung, Khoa Phụ, Vân Mộng, Hàn Nguyệt Cung, Hạ Gia Trung Châu là không có thánh chủ tới. Sở dĩ những môn phái này không có thánh chủ tham dự vô hoàng nhân kiếp, phần lớn là có liên quan đến hắn, không phải là bị hắn tiêu diệt thì chính là giao hảo. Về phần thánh địa giao hảo với Ứng Tông Đạo thì e là chỉ có một mình Hàn Nguyệt Cung. Ứng Tông Đạo khẽ cười rồi nói: "Đám thánh chủ đó không phải là suýt chết thảm ở trong tay ta, thì là có sư huynh, sư bá, sư đệ, sư muội, sư đương, sư cô chết thảm trong tay ta. Ta tuổi trẻ khinh cuồng, đã làm qua vài chuyện hoang đường, giết quá nhiều người. Tất cả thánh địa trong trung tổ Thần Châu gần như bị ta đánh một lần, kẻ thù rất nhiều." "Ai, vô địch không phải là từ miệng kẻ khác nói mà có, mà là đánh giết mới có được." Tinh quang lóe lên trong mắt Ứng Tông Đạo, hắn đột nhiên đỡ hết tất cả các công kích, không một công kích của cấm bảo nào giơ lên người của Diệp Húc. "Các vị, ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ không để cho ta bình yên vượt qua trận nhân kiếp này, há có thể không phòng bị được." Hắn chống lại tất cả các cấm bảo đánh tới, liếc mắt nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười rồi nói: "Sư đệ, chúng ta đã từng có ước định, vì huynh chống lại 9 phần cấm bảo công kích mà đệ chỉ cần chống lại một phần, hiện giờ một phần đó giao cho đệ vậy." "Sư huynh, một phần mà huynh nói chẳng lẽ là đám thánh chủ này sao?" Diệp Húc liếc nhìn bên ngoài, chỉ thấy thánh chủ các đại thánh địa đều tự thôi phát cấm bảo của mình. Bản Vương Thần Thiên, Vạn Kiếp Thiên Lâu, Đại Phạm Âm Lôi Tự đánh tới, hủy thiên diệt địa, hình thái mỗi một loại cấm bảo đều có thể nói là thần diệu, uy lực so với các cấm bảo khác được các thánh chủ tế lên từ xa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Các cấm bảo khác đánh đến, cấm văn trận văn hình thành hình thái của cấm bảo tới đánh giết, mà hiện tại đánh đến lại là thực thể của cấm bảo, đương nhiên không gì có thể sánh nổi. "Đây là muốn ép ta dùng hết toàn lực mà." Ánh mắt của Ứng Tông Đạo sáng lên, hắn kể nói: "Sư đệ à, ý của Ngô huynh đúng là muốn nhìn thực lực của đệ kìa. Nay ta cần phải đem đám cấm văn, trận văn của cấm bảo đó thu thập vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể, tâm linh, cấm pháp, linh lung thiên phần, làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước nữa." Hắn thản nhiên nói:
Trên đời này sao có thể tìm tới một cơ hội như này được? Làm cho hơn 1.500 thánh địa liên kết lại, cùng nhau thúc giục cấm bảo, giúp ta rèn luyện thân thể tâm linh. Sư đệ, an nguy của ta giao cho đệ vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, linh lung tiên phần đột nhiên nhỏ lại, uy lực tiêu tán, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Chín thân ngoại hóa thân của hắn khoanh chân ngồi trên các tiên phần, vô số cấm văn cấm bảo chen nhau đánh xuống, bao phủ lấy Ứng Tông Đạo. Yêu hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông cười ha ha, lạnh lùng nói: Ứng Tông Đạo, ngươi quả là lòng dạ độc ác, cho sư đệ ngươi ra ngăn cản bọn ta, đây là muốn lấy Diệp Thiếu Bảo làm vật hy sinh hay sao? Sao, vật hy sinh ư? Yêu hoàng, ngươi quá coi thường Diệp Mẫu rồi đấy. Diệp Húc điều khiển thiên thuyền phóng lên cao, lao ra khỏi phạm vi Vu Hoàng Nhân Kiếp. Chiếc thuyền lơ lửng trên cao không trung Hoàng Tuyền Ma Tông càng lúc càng nhỏ lại, trong chớp mắt biến nhỏ lại như một chiếc thuyền lá. Lại nghe tiếng ong ong vang lên không ngừng. Sau đầu của hắn xuất hiện tám đạo công đức kim luân, sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi. Giao chỉ thiên thuyền hóa thành một chiếc thuyền con, rơi vào trong công đức kim luân, lên xuống chìm nổi. Diệp Húc đối mặt trực tiếp với hơn 100 món cấm bảo đánh tới. Trên đỉnh đầu của hắn, Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp đồng thời xuất hiện, rơi vào trong công đức kim luân. Kiều đỉnh bay ra khỏi Ngọc Lâu, rầm rầm hạ xuống, lơ lửng xung quanh giao chỉ thiên thuyền. Linh khí cùng địa khí trong kiều đỉnh nồng đậm, hiện ra chiến lục địa. Diệp Mỗ một đời cường giả, giết người vô tính, đã từng cần ai tới che chở bảo vệ không? Hắn giơ một trường ra bóp méo thời không, phần đông thánh chủ chỉ cảm thấy bàn tay hắn bỗng lên trở nên vô cùng to lớn. Một trường này che khuất cả bầu trời. Bàn tay vươn ra, vân tay như những sơn mạch vòng núi treo ngược xuống. Năm ngón tay dang rộng trông như năm chiếc trụ trời dựng ngược vậy. Đây là thực lực của Diệp Húc ở trạng thái mạnh mẽ. Thân thể hắn sớm đã đạt tới độ cao của Vu Hoàng, mà pháp lực cũng đã tăng lên gần với Vu Hoàng. Đầu tiên là đại phạm Lôi Âm Tự trông khổng lồ như một lục địa kia đánh tới. Chư Phật cao giọng tụng kinh, Phật âm xứng to, nhưng còn chưa đụng tới bàn tay của hắn thì lôi tự khổng lồ này lại bé lại, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tay rơi vào trong tay của hắn. Một trường này với lúc trong kho báu thánh ngung ung hoàng một trường trộm trời bóp méo vô số dặm hư không rồi nắm vào trong tay kia thật là giống nhau. Nhưng lúc trước ung hoàng dùng thủ đoạn này chính là mượn dùng uy năng của hơn 10 món cấm bảo mới có thể giơ một trường ra bóp méo hư không trăm triệu dặm rồi nhét vào lòng bàn tay biến thánh bảo thành những hạt bụi. Tu vi thực lực của Diệp Húc đương nhiên là thua kém ung hoàng, nhưng Ngọc Lâu và Bảo Tháp của hắn lại có uy lực mạnh còn hơn cả cấm bảo. Giao chỉ thiên thuyền và kiều đỉnh chính là bảo vật cấp thánh bảo, đủ loại bảo vật gia trì khiến cho hắn có thể thi triển ra một kích mạnh mẽ như thế. Dù vậy, hắn vẫn không thể đạt tới mức bóp méo cả trăm triệu dặm hư không, chỉ là vặn vẹo trăm vạn dặm hư không thu nhỏ lại vào trong lòng bàn tay. Tu vi của hắn kém xa ung hoàng, thân thể tuy đạt tới thành tựu người khác không thể sánh bằng, nhưng vì tu vi hạn chế làm cho hắn không thể phát huy hết uy năng của kiều đỉnh và giao chỉ thiên thuyền. Hơn nữa, uy lực của Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp tuy mạnh, nhưng hắn chưa đưa Nhân Hoàng Cấm Pháp phân thân vào bên trong nên không thể phát huy toàn bộ uy năng của hai món bảo vật này. Nhưng dù là vậy, lúc này Diệp Phúc phóng ra thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Một trưởng đánh ra nén cả trăm vạn dặm không ra lại, gần như là uy năng khi Vu Hoàng ra tay, làm cho đám thánh chủ đều không theo kịp. Yêu hoàng, lúc trước xu anh ta chỉ một chiêu là đánh trọng thương ngươi, nay ngươi ở trong tay Diệp Mỗ một chiêu cũng không thể qua nổi. Diệp Húc bóp mạnh một cái, chỉ thấy đại phạm Lôi Âm Tự bị hắn bóp trong tay, uy năng món cấm bảo này bùng phát, đánh cho hư không trong tay hắn sụp vỡ không ngừng. Nên biết rằng Diệp Húc nắm trong tay chính là trăm vạn dặm hư không, món cấm bảo này lại có thể chấn sập từng mảng không gian, có thể thấy được uy lực của nó kinh người cỡ nào. Cho dù là như vậy, đại phạm Lôi Âm Tự cũng chẳng thể thoát ra được khỏi lòng bàn tay của hắn. Yêu hoàng, ta nhất định có thể đánh gục ngươi chỉ trong một chiêu, khiến ngươi thi cốt cũng chẳng còn, ngươi có tin hay không? Yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, không dám tiến lên cùng hắn một chọi một. Cái đầu chọc của Bảo Quang đại thiền sư kia kín đầu mồ hôi lạnh, liên tục thúc giục đại phạm Lôi Âm Tự, nhưng tòa lôi tự này rơi vào trong tay của Diệp Húc như đá chìm đáy biển, không chút động tĩnh. Bảo Quang, ngươi liên tục đối nghịch với ta, đúng là hành vi của tiểu nhân, ngươi có tin ta cũng có thể một chiêu đánh chết ngươi hay không? Diệp Húc nắm lấy đại phạm Lôi Âm Tự, tòa lôi tự này chấn động không ngừng nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự chấn áp của hắn. Hắn liếc một vòng, thấy các vị thánh chủ kinh hãi nhìn bàn tay của hắn, hắn mỉm cười, cất cao giọng nói: Các vị ai cũng giống nhau, nếu kẻ nào không tin thì cứ đi ra, ta sẽ dùng một chiêu đánh bại các ngươi cho xem. Khốn kiếp mà! Bảo Quang đại thiền sư nổi giận mà cười, đột nhiên hóa thành một con vượn lông vàng gào thét đánh tới, thân cao vạn trượng gầm thét liên tục, tay cầm một chiếc kim bổng.
dầm một tiếng đánh nát hư không, rồi đánh thẳng tới Diệp Húc. Lão nhe răng cười nói: "Đồ tà ma ngoại đạo, ai cũng muốn chu sát như ngươi, trả đại phạm lươn tự cho ta." "Bảo Quang, ngươi tự tìm chết sao?" Diệp Húc giơ tay kia ra chụp lấy Bảo Quang đại thiền sư, bàn tay hắn giam cầm trăm vạn dặm hư không, một trường hạ xuống khiến cho Bảo Quang đại thiền sư càng lúc càng nhỏ lại. Con vạ vượn vạn trượng kia cùng với một món cấm bảo khác trong tay lão bị ép cho nhỏ đến tận cùng, trông như một hạt bụi bé tí xíu. Đây cũng là bởi vì thân hình Bảo Quang đại thiền sư và kim bổng không lớn, còn xa mới khủng bố bằng đại phạm lưu âm tự, cho nên mới nhỏ bé đến mức như thế. Bảo Quang đại thiền sư vừa giận vừa sợ, lộn nhào liên tục. Một cái lộn nhào có thể nhảy ra mấy vạn dặm, tốc độ nhanh làm cho người ta chố mắt ra nhìn. Nhưng không gian trong lòng bàn tay Diệp Húc cũng đến cả trăm vạn dặm, dù tốc độ của lão có nhanh hơn gấp 10 thì cũng chẳng thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc được. "Ta liền bóp chết ngươi cho các vị thánh chủ nhìn, xem ta đánh chết ngươi chỉ bằng một chiêu như thế nào." Hắn ra sức nắm chặt tay lại, Bảo Quang đại thiền sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị bóp cho kim huyết giàn giụa. Oanh! Các thánh chủ khác đều tế cấm bảo lên đánh tới Diệp Húc, cấm bảo cấm văn bay lượn đầy trời, ùa ùa lao tới bao phủ Diệp Húc. "Ta dùng hai món thánh bảo cùng Ngọc Lâu bảo tháp gia trì thân thể, dung nhập thế giới vô hoang, không ai có thể lay động ta được." Diệp Húc hét lớn, đột nhiên những tiếng răng rắc truyền ra từ cơ thể, trong chớp mắt hắn liền hóa thành bàn vương bất diệt chân thân với 33 đầu và 66 cánh tay, tọa trấn hư không. 64 đôi tay cùng thi triển bất động thần vương ấn, đem thân thể, nguyên thần, nhân hoàng cấm pháp cùng chân linh bất diệt tương dung với thế giới vô hoang, chống lại đám thánh chủ và cấm bảo hợp lực đánh tới. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển toàn lực từ khi tu thành nhân hoàng, xuất ra uy năng của cấm bảo nhân hoàng. Cấm văn của cấm pháp bản vương khai thiên kinh dung nhập vào trong hư không quanh thân hắn, hóa thành tam thập tam thiên giới, 10 tầng u minh địa ngục, hàng tỷ tinh không, thiên đỉnh, thiên hà, hoàng tuyền, lục đạo, lục đại to lớn, giống như một bức tranh mênh mông từ từ mở ra. Diệp Húc ngồi trên cao như thần ma, như chúa tể thống ngự thế giới này, là thần vương đế quân, thậm chí là thiên đế nhìn xuống chúng sinh. "Các người đánh ta chính là đánh toàn bộ thế giới vô hoang, ta lại muốn xem ai có thể có được loại pháp lực này đây." Rầm 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 rầm, hàng trăm món cấm bảo gần như đồng thời ầm ầm nện lên người của Diệp Húc. Nhất thời bầu trời rung chuyển, vạn dặm hư không bị xóa đi, mặt đất xung quanh Hoàng Tuyển Ma Tông đột ngột nứt ra, xuất hiện những cái nứt sâu không đáy dài đến mấy chục vạn dặm. Ngay sau đó là vô số dãy núi mọc lên từ dưới đất ù ù sinh trưởng, núi lửa phun trào, nham thạch nóng cháy tuôn ra, khói đen che phủ bầu trời. Ở trong tinh không xa xôi cũng bị rung động chuyển tới năng lượng khổng lồ vô cùng vô tận kia, đánh vỡ một đám hành tinh. Diệp Húc thi triển bất động thần vương ấn tương dung cùng với thế giới vô hoang, pháp lực của hắn đã vô cùng gần với vô hoàng, gần như ký thác bản thân vào toàn bộ thế giới vô hoang. Công kích hắn chính là công kích thế giới vô hoang. Cấm bảo đánh lên người hắn chấn động nhân hoàng cấm pháp cùng bất động thần vương ấn, khiến cho thế giới vô hoang chấn động, tạo thành hư hại thật lớn. Tu vi của hắn tiếp cận vô hoàng mà lại có thêm đủ loại bảo vật gia trì, bất động thần vương ấn trong chư thiên thần vương công đức ấn cuối cùng cũng được hắn tu luyện tới đỉnh cao, đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất động. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, uy năng của đám thánh chủ công kích tới truyền đến lòng bàn tay Diệp Húc, lập tức nghiền nát Bảo Quang đại thiền sư, chết đến không thể chết lần nữa. Khóe miệng của Diệp Húc tràn ra một tia máu, dù sao hắn vẫn chưa phải là vô hoàng, không thể đem bất động thần vương ấn lan ra toàn bộ thế giới vô hoang, không thể hoàn toàn làm tan đi sức mạnh đánh tới hắn, vẫn còn một phần uy năng cấm bảo đã thương được hắn. "Sư tôn!" Trang đạo cổ ngẩn ra, hắn vốn đang thu thập tiên linh khí khắp nơi, không ngờ Bảo Quang đại thiền sư không chịu nổi một chiêu đã chết trong tay Diệp Húc. "Trang huynh, ngươi liên tục đến giết ta, đối nghịch với ta, luôn muốn ta chết." Diệp Húc cong ngón tay rồi búng ra một cái, trang đạo cổ bùng một tiếng nổ tung, hóa thành một đám xương máu. "Các vị, phải giết hắn ngay, không thể để cho Ứng Tông Đạo bình an vượt qua nhân kiếp được, nếu không thì chúng ta không ai có thể sống được nữa đâu." Tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Cổ Thiên Thu giận dữ quát lên một tiếng, tay cầm bản vương thần phiên, vung phiên lên một cái, chỉ thấy mặt phiên như một lá cờ lớn bay phất phới, cuốn lên từng tầng không gian, y bước nhanh lên đánh đến Diệp Húc. Các thánh chủ khác cũng vội tế cấm bảo lên, bước nhanh lên trước. Diệp Húc cào to một tiếng, tản ra bất động thần vương ấn, hắn đột nhiên đứng lên ứng chiến với các vị thánh chủ. Mà ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông, Ứng Tông Đạo khoanh chân ngồi đấy, hơn 1000 cấm bảo cấm văn chen nhau đánh vào trong thân thể của hắn, chui vào trong tiên phần, đánh đá lung tung trong tiên phần, phá hỏng khắp mọi nơi.
Ứng Thiệu, ngươi lại to gan như vậy, muốn nhờ nhân kiếp để bước thêm một bước nữa sao? Không bằng để cho Vi huynh giúp ngươi một tay nào. Trên đầu Ứng Tông Đạo, một tòa Chu Thiên Tinh Cung đột nhiên xuất hiện, ầm ầm nện tên gái của Ứng Tông Đạo. Ứng Thiệu, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi, đây chính là ta học ngươi đấy. Tiếng của Tinh Đế truyền đến, nhưng lại không thấy chân thân của gã đâu. Hiển nhiên là chân thân của gã vẫn còn ở trong tổng đàn Chu Thiên Tinh Cung. Nhân duyên của hắn tốt, nhân kiếp yếu hơn Ứng Tông Đạo rất nhiều, nên vẫn còn dư lực. Bởi vậy, gã tự mình ra tay đánh giết Ứng Tông Đạo, kẻ địch lớn của đời mình. Chu Thiên Tinh Cung hạ xuống hàng tỷ đạo ánh sáng, hết sợi này đến sợi khác, ánh sáng nhiều điểm nhanh chóng rơi xuống. Tinh cung chưa đến đã ép cho mặt đất của Hoàng Tuyển Ma Tông sụt lún rồi lại sụt lún. Thập Vạn Đại Sơn nguyên bản bao gồm cả Quan Tinh Phong của Diệp Húc sớm hóa hết thành cát bụi. Lúc này bốn phía địa giới Thập Vạn Đại Sơn hóa thành những vách đá dựng đứng sâu tới hơn 10.000 thước, ép cho lục địa kia chìm sâu vào trong biển nham thạch nóng bỏng. Bốn phía chính là thác lửa vô biên, nham thạch nóng chảy đổ xuống nhưng không cách nào chảy vào trong chiếc hố cực kỳ to lớn này. Hình dạng của Thập Vạn Đại Sơn lõm xuống kia, nhìn từ bên ngoài vào giống như bộ dáng của Chu Thiên Tinh Cung vậy. Loại uy lực này thật sự rất mạnh mẽ. Nếu Chu Thiên Tinh Cung hạ xuống, tất sẽ đánh cho nơi đây biến thành hỗn độn. Khí lãng bốc lên giống như một tinh cầu đụng vào trung thổ thần châu, có khi còn đánh cho trung thổ thần châu vỡ thành mấy khối. Tinh Đế lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, chọn lúc Diệp Húc cùng nhiều thánh chủ tranh chấp, mà Ứng Tông Đạo thì đang hấp thu cấm văn, trận văn của hơn ngàn món cấm bảo vào trong cơ thể. Lúc này cả hai người đều không dư lực đến chống cự công kích của y. Nếu sớm một chút, Ứng Tông Đạo còn chưa dùng trận văn cấm văn gột rửa thân thể tâm linh, hắn sẽ có thực lực chống được một kích kia của Chu Thiên Tinh Cung. Mà khi đó Diệp Húc cũng không bị các thánh chủ khác bám lấy, cũng có thể chống lại Chu Thiên Tinh Cung một hai. Người khác không biết thực lực của Diệp Húc, mà Tinh Đế đã từng thấy qua chỗ lợi hại của hắn. Ban đầu ở trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung, khi đó Diệp Húc đã có thể đánh bại thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa Ngọc Chân Đại Sư, vị thánh chủ đứng đầu đương thời. Mấy năm đã trôi qua, Diệp Húc sẽ chỉ càng thêm mạnh hơn. Tinh Đế luôn chú ý tới tình hình Ứng Tông Đạo độ kiếp, nhìn thấy Diệp Húc dùng một chiêu diệt Bảo Quang Đại Thiền Sư là biết mấy năm trước Diệp Húc so với mình chỉ mạnh chứ không yếu. Cho nên gã chỉ có chờ đợi thời cơ Diệp Húc bị các thánh chủ khác cuốn lấy là ra tay đánh chết Ứng Tông Đạo. Nếu chậm một chút nữa, thực lực Ứng Tông Đạo sẽ tăng vọt lên, như thế thì sẽ có khả năng chống cự Chu Thiên Tinh Cung đánh giết. Trận văn cấm văn của hơn ngàn món cấm bảo, trong đó bao hàm năng lượng, bao hàm tri thức, đạo diệu của vu pháp, đủ mọi loại đạo lý, quả thực là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đám cấm văn cấm bảo đều bị Ứng Tông Đạo hấp thu luyện hóa, chỉ riêng tâm linh hắn sẽ tăng lên cảnh giới không người nào có thể tưởng tượng được. Tầm mắt của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng rộng lớn, thử hỏi vị vô hoàng nào có thể chứng kiến được hơn ngàn loại cấm pháp, tự mình thể ngộ sự ảo diệu trong những cấm pháp đó đây. Lấy ngộ tính khủng bố kia của Ứng Tông Đạo, mỗi một giây, một phút, tri thức kiến giải của hắn sẽ tăng vọt lên. Khi hắn luyện hóa hết tất cả cấm văn trận văn của hơn 1.000 loại cấm bảo kia, tâm cảnh của hắn mạnh có khi còn hơn cả vị vô hoàng ngâm cứu vô đạo mấy ngàn năm. Thế mạnh của Ứng Tông Đạo chính là ngộ tính, đồng thời cũng đa mưu túc trí, gần như tính toán chu đáo tất cả mọi chuyện. Nếu để cho hắn hấp thu luyện hóa cấm văn trận văn của hơn ngàn loại cấm bảo, cho dù Tinh Đế trở thành vô hoàng, Chu Thiên Tinh Cung có nội tình hùng hậu hơn xa Hoàng Tuyển Ma Tông, Tinh Đế cũng không thể thắng được Ứng Tông Đạo, thậm chí còn thua kém hơn rất nhiều. Hai người bọn họ đã giao thủ giao phong mấy trăm năm, vẫn luôn ngang tài ngang sức, Tinh Đế há có thể cho phép loại chuyện đó xảy ra được. Chu Thiên Tinh Cung đánh xuống, lúc này Tinh Đế đã trở thành vô hoàng. Hắn tế cấm bảo lên, đánh từ thánh địa mình tới, uy lực phát huy ra hoàn toàn, có thể sánh với một kích của vô hoàng. Uy năng của một kích này tuy kém hơn ngàn món cấm bảo kia đánh xuống một chút, nhưng thắng ở cấm bảo chính là bản thể, sức mạnh ngưng tụ lại, tính nguy hiểm còn khủng bố hơn vừa rồi. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ khiến cho Ứng Tông Đạo hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Dù sao lúc này Ứng Tông Đạo đã kéo cấm văn trận văn của hơn 1.000 loại cấm bảo vào trong cơ thể. Giờ phút này trong cơ thể của hắn chất chứa năng lượng to lớn mà phức tạp, thoáng xúc động thôi sẽ bốc cháy ngay lập tức. Lại thêm năng lượng của Chu Thiên Tinh Cung đánh xuống, cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thời cơ tuyệt diệu, lại thêm công kích sắc bén, Tinh Đế đã nắm được tử huyệt của Ứng Tông Đạo, một chiêu là có thể đưa hắn vào chỗ chết được. Diệp Húc với 33 cái đầu, 66 cánh tay ứng chiến với các nhân hoàng, thánh chủ vây công. Một cái đầu trong đó nhìn thấy Chu Thiên Tinh Cung hạ xuống, liền lẩm bẩm: "Tinh Đế, ngươi ép ta dùng hết toàn lực đây mà." Đám nhân hoàng thánh chủ vây công hắn nghe thấy thế, hận không thể lập tức phun ra một búng máu cho hắn xem.
dù là Ứng Tông Đạo đang dốc lòng luyện hóa cấm văn trận văn của cấm bảo, không nhịn được khiến tâm cảnh dao động, suýt nữa thì không khống chế được năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Đây là lần thứ hai Diệp Húc nói ra lời này. Lần đầu tiên là Ứng Tông Đạo yêu cầu hắn đối kháng với sự vây công của hơn 100 vị nhân hoàng thánh chủ hộ pháp cho mình. Diệp Húc liền thề thốt sẽ dùng hết toàn lực. Quả nhiên, một chiêu đã nắm 100 vạn dặm hư không vào trong tay, diệt trừ Bảo Quang Đại Thiền Sư, thu đi 2 món cấm bảo, đại phạm Lôi Âm Tự, thậm chí chống lại các vị thánh chủ và cấm bảo vây công. Lần này, hắn cũng nói ra những lời như thế, khiến cho mọi người càng thêm kinh hoàng. Không biết bao nhiêu người hết hồn, nghi ngờ. Chẳng lẽ vừa rồi, hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại. Đường Hoàng Lý Song Xương nổi giận quát lên, dẫn đầu tới Lăng Yên, đánh tới Diệp Húc, quát to. Cho dù như thế nào, cũng không được để hắn phá chiêu kia của Tinh Đế. Yêu Hoàng hóa thành bản thể, cũng là một con quỷ ngưu một chân, rít gào một tiếng, rồi cúi đầu đâm tới Diệp Húc. Mà Tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông thì vung bản vương thần phiên, đại kỳ cuồn cuộn quét xuống những đạo khí hỗn độn. Các thánh chủ khác cũng tiến lên cấm bảo của mình, đồng loạt mà công tới Diệp Húc. Trong 8 đạo công đức kim luân sau đầu Diệp Húc, Ngọc Lâu đột nhiên bay ra, nghênh đón Chu Thiên Tinh Cung đang đánh xuống kia. So với luồng uy năng vô cùng minh mông của Chu Thiên Tinh Cung kia, tòa Ngọc Lâu này của Diệp Húc được thôi phát ra uy lực trông có vẻ bé nhỏ đến đáng thương, căn bản không thể đối chọi với Chu Thiên Tinh Cung. Mắt thấy Ngọc Lâu sắp va chạm với Chu Thiên Tinh Cung, đột nhiên trong Ngọc Lâu rơi ra một tòa phương trận tiên sơn, lập tức Ngọc Lâu nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong tiên sơn. Rầm một tiếng, tốc độ Chu Thiên Tinh Cung rơi xuống cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến gần tòa tiên sơn bé nhỏ không đáng kể này. Ứng Thiếu, người cuối cùng cũng phải chết đi. Trên không trung Hoàng Tuyển Ma Tông truyền đến tiếng của Tinh Đế, mặc dù hắn rất ít nói cười, thế nhưng lúc này đây cũng không nhịn được mà cười ha hả. Ứng Tông Đạo cuối cùng cũng chết. Đám thánh chủ đang vây công Diệp Húc kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ ra mặt. Sau đó một màn vô cùng quỷ dị liền xuất hiện. Chu Thiên Tinh Cung cực kỳ to lớn kia đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, giống như là không thể khống chế được, rơi vào trong tòa tiên sơn chỉ nhỏ như một trượng này, không hề có động tĩnh gì. Bùm! Tòa tiên sơn này rơi xuống đất, ép cho mặt đất rung lên không ngớt như là động đất, làm cho cái hố này lại chìm xuống mấy ngàn thước. Đa tạ Tinh Đế đã ban thưởng bảo vật. Diệp Húc cười ha hả, đồng thời đón nhận một chiêu vô cùng mạnh của các thánh chủ, nhất thời làm cho thân hình của hắn rung lên dữ dội, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng lại bị hắn áp chế xuống. Trong chớp mắt, Ngọc Lâu bay vào trong phương trường tiên sơn đã khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh, thân thể gần như bị các thánh chủ đánh cho rạn nứt, nguyên thần và nhân hoàng cấm pháp, thậm chí cả chân linh bất diệt đều bị thương nặng. Dù sao, hắn vẫn chưa phải là vô hoàng, đối mặt với sự vây công của nhiều thánh chủ tế cấm bảo lên như thế, vẫn còn vụng tay vụng chân. Nếu cho hắn thời gian để hắn củng cố cảnh giới nhân hoàng, luyện ra nhân hoàng cấm pháp phân thân đưa vào trong Ngọc Lâu và bảo tháp, tăng Ngọc Lâu và bảo tháp lên thành nhân hoàng chi bảo, là có thể phát huy ra uy năng không hề thua kém cấm bảo. Ngọc Lâu bay ra khỏi phương trường tiên sơn, lại trở về trong công đức kim luân bảo vệ toàn thân cho hắn. Phương trường tiên sơn cực kỳ nặng, lúc này nó rơi xuống đất, Diệp Húc cũng không đủ mạnh để thu hồi nó. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với nhiều thánh chủ vây công, cũng không rảnh thu hồi phương trường tiên sơn. Diệp Thiếu Báo, Chu Thiên Tinh Cung của bản hoàng tạm thời để trong tay ngươi, chờ bản hoàng củng cố cảnh giới rồi sẽ tự mình đến lấy. Giọng nói của Tinh Đế truyền đến có phần vừa tức giận lại vừa kinh sợ. Chu Thiên Tinh Cung lẳng lặng rơi vào trong phương trượng tiên sơn, với pháp lực vô ngần của mình y cũng chẳng thể nào triệu hồi được Chu Thiên Tinh Cung. Tòa Chu Thiên Tinh Cung này tiến vào trong phương trượng tiên sơn lập tức bị quy tắc vô hình trong tiên sơn khắc chế, uy lực hoàn toàn biến mất. Mặc cho y thúc giục như thế nào, món cấm bảo này cũng như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút gợn cũng không nhấc lên được. Diệp Húc cùng các thánh chủ chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, cho tới lúc này các thánh chủ mình mang thương tích, Diệp Húc cũng mệt mỏi ứng phó. 36 cái đầu của hắn nhìn hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống dưới đất, thậm chí cả dao động che giấu trong hư không cũng thấy rõ. 66 cánh tay triển khai các loại chư thiên thần vương công đức ấn, không ngừng va chạm với cấm bảo cùng triệt tiêu lẫn nhau. Đây là trận ác chiến đầu tiên kể từ khi hắn trở thành nhân hoàng, mức độ hung hiểm có thể sánh với trận chiến với thân ngoại hóa thân của Xích Quyên Ma Tôn. Nhưng trận chiến với Xích Quyên Ma Tôn kia, hắn có thể dựa vào giao chỉ kim mẫu phân thân tới áp chế Ma Tôn. Dù sao Ma Tôn cũng ở trong chủ tràng của hắn, trận chiến với thánh chủ này hắn lại không thể có ưu thế đó. Yêu Hoàng, trong tất cả các thánh chủ ở đây có ngươi là nhảy nhót nhiều nhất, ngươi chết đi.
66 bàn tay của Diệp Húc đột nhiên cùng thi triển Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, vô số phủ quang hạ xuống bao phủ lấy con quỷ ngưu yêu hoàng kia. Trong chớp mắt, băm vàm hắn ra trăm ngàn mảnh, khiến cho hắn không còn khả năng sống lại. Ngay cả cấm bảo của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng bị vô số phủ quang đánh bay, trên cấm bảo kín đầy vết rạn nứt. Không biết bao nhiêu cấm bảo nhân cơ hội công phá phòng ngự của Diệp Húc đánh lên người của hắn. Toàn thân Diệp Húc phát ra tiếng răng rắc, xương cốt cùng tay chân toàn thân gần như đều bị chấn nát. Thân thể của hắn lại phục hồi như cũ ngay lập tức. Hắn đánh ra một chưởng chấn vỡ Lăng Yên của Lý Long Sương, rồi lại lập tức bị cấm bảo vọt tới bao phủ. Tình hình sư huynh không được ổn cho lắm. Cho dù có đánh chết đám thánh chủ này, sư huynh cũng sẽ đại thương nguyên khí, thương tổn đến căn bản. Triều Công Thiều dẫn đám đệ tử trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông đứng ở trên luân hồi thiên bàn, từ xa nhìn đến Hoàng Tuyển Ma Tông cũ kia, chỉ thấy Diệp Húc toàn thân đầy máu, chém giết trong sự vây công của đám thánh chủ và cấm bảo. Nhưng bọn họ cũng không có loại thực lực có thể gia nhập vào trong trận chiến đấu đẫm máu này. Phượng Yên Nhu khẽ nói, ta có một món bảo vật có thể giúp sư huynh một tay. Tô Kiều Kiều không khỏi tò mò hỏi, muội muội có bảo vật gì vậy? Phượng Yên Nhu lấy ra một ngọc bội hình rồng, nhẹ nhàng tiến lên rồi cho nó bay đến chiến trường của Diệp Húc cùng các vị thánh chủ. Nàng cười nói, Tô tỷ tỷ mời xem. Triều Công Thiều cùng đám người Tô Kiều Kiều chăm chú nhìn, chỉ thấy ngọc bội này vù vù bay tới chiến trường thì đột nhiên hóa thành 99 đạo sơn loan long mạch vạn dặm. Chỉ thoáng chốc, vô số kim long tuôn ra bao phủ toàn bộ Diệp Húc và các thánh chủ. 99 đạo hư không đại cấm lúc này đã hoàn toàn triển khai. Diệp Húc cùng đám thánh chủ đồng thời kích phát đến cấm chế trung tâm, đồng thời phải đối mặt với 99 con cự long công kích. Loại tần suất công kích này trong chớp mắt liền giết chết hơn 10 vị thánh chủ. Các thánh chủ khác ai cũng mang thương tích, vội vàng tập trung lại cùng chống cự. Triều Công Thiều thấy thế không khỏi dùng mình một cái, đối với cô gái yêu tộc trông có vẻ yếu ớt này vừa kính lại vừa sợ. Món bảo vật này quả là lợi hại, quần sát quần công, chỉ sợ đám thánh chủ này đều sẽ bị diệt sạch mất thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 163 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Có hay không ạ các bạn? Các bạn hãy like, share và để ủng hộ cho Khánh Duy. Như lịch thì ngày hôm qua là ngày chủ nhật, 9 giờ tối ngày hôm qua thì là ngày giao lưu. Thế nhưng là lần đầu tiên thì Khánh Duy lại quên mất, thế lại có chút việc quên mất. Thì để chủ nhật tuần tới này nhé các bạn, chúng ta sẽ giao lưu. Lịch chúng ta sẽ giao lưu. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.